2. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vua Đồ Giò. Bên lưng viên tàu lao chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Đây là kèo hẹn nha các bạn. Chính thức kèo hẹn. Đứng trước màn ông kính của Lâm là tài nhỏ. Đầu giò. Qua nhưng đứng qua nha các bạn. Còn phải là Huy Võ. Người cũng chuẩn bị đánh kèo hẹn với Bùi Thọ của Tân Hiệp luôn nha các bạn. Huy Võ đến từ Sóc Trăng. Đây là cặp Sóc Trăng. Còn bên kia là Hảo Hảo và Nhi Châu Đốc. Hảo Hảo Việt Trên là ông Hoàng Châu Đốc. Hai bên anh em là dùng bằng cái đầu không nha các bạn. Ba bát bằng đầu. Mà bên Nhí và Hảo Hảo phạt hết nha. Đây là kèo hẹn nha các bạn. 12 điểm tới. Còn kèo sau là cũng là kèo hẹn là nhân đầu vàng kia cho Huy Võ đâu qua đầu giò. Còn hai bên kia là cũng hai cái đầu như vậy nha các bạn. Chuẩn bị vô hàng. Ok men. Đây là những ngày gần Noel rồi các bạn ơi. Xin chúc cho mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn cuộc sống nha. Tài nhỏ làm gì đây, đứng đội. Quá khó chịu. Một pha qua đầu của Nhi, quá khó chịu. Ê, ê, em. Chích vô tí rồi, dính cái đầu rồi. Chích vô tí rồi, cầu chừng mà đừng có đỡ cái banh nữa, nó rớt vô chừng cãi nhau phải không. 1-0, Nhiên về cho Nhi Châu Đốc và ông Hảo Hoàng, Hoàng, ông Hảo Hảo, ông Hoàng Châu Đốc. Các bạn thấy quá lâu rồi tài nhỏ Huy Võ và Hảo Hảo cùng Nhi Châu Đốc mới xuất hiện lại trên kênh YouTube của Đại Lâm. Đây là có thể nói là huynh chiến thật nha các bạn, vì tài nhỏ đứng đội không được chạy nha. Còn bên kia là ba cái đầu không nha. Một đều không. Hiện tại bây giờ tôi thấy đang là biển số 1 của Phúc. Biển số 1 quá hay cho tài nhỏ. Hiện tại bây giờ theo ước lượng của Đại Lâm khoảng 58.000 khán giả đang kính sân các bạn ơi. Lại là Hảo Hảo phá qua pha 1-3. Bên Nhí và Hảo Hảo phát hết nha các bạn. Ổi cơm. Quá hay. Tài nhỏ tự sát tại Nam Lạc. Tài nhỏ quê Long Phú Sóc Trăng. Bên bia bún đất lèo. Chùa Dơi. 2-3. Lại là chiến thuật. Quá hay. Quá hay. Lại là chưa sao. Quá hay cho Huy Võ. Kèo này ba cái đầu bị động lắm các bạn ơi. Rất bị động nha. Bông tốt. 4-2. Nhi và Hảo phát bông trước. 2-4. Hiện tại bây giờ trên sân này có rất nhiều cái tên rất đẳng cấp các bạn. Thanh nhỏ cũng đang ở ngoài. Nhân nhỏ. Nhi Châu Đốc và Hảo. Đây là những cái tên đầu giò rất khét ngạt và khét ngạt các bạn. Còn Đại Lâm già rồi, đi ra chỗ khác luôn đi. Không có Thọ, Bến Tre, Điền, Đồng Nai. Rồi đặc biệt có người Thái Lan là Duyên. Duyên quốc tịch Thái Lan của Châu Đốc cũng có mặt ở đây. Ôi cơm. Trời, bị bắt bài rồi. Lại là chiến thuật. Ôi cơm. Quá hay cho tài. Ba cái đầu bị động lắm, khó, nó không chuẩn. 1 pha băng bi của Huy Võ. Ba bốn bay bun. Hiện tại bây giờ thấy YouTube rất nhiều YouTube bóng chuyền kỷ niệm, thiện ngôn mộ bóng chuyền đam mê.
và có nhiều YouTube khác các bạn đang cùng tác nghiệp với Đại Lâm tại phường Vĩnh Hiệp, thị xã Rạch Giá, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Có thể nói là Rạch Giá và Kiên Giang là những kỷ niệm đặc biệt của Đại Lâm vào những năm 97 và 98, cơn bão số 5 đã làm mất bao nhiêu người của Rạch Giá, Kiên Giang ngày xưa. Thật sự quá đáng buồn cho cơn bão số 5. Hỏi cơm quá hay cho ông Hoàng Châu Đốc. Ông Hoàng Châu Đốc thường xuyên và thường xuyên có quốc tịch tại Gò Xoài, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. 12 điểm à? 4 đều. Bóng tốt. 4 năm. Hiện tại bây giờ tôi thấy biện la quá mà không ai bắt hết á. Lại là bóng tốt. Có cảm giác Hảo và Nhí từ Châu Đốc, thành phố Châu Đốc, chùa Bà Núi Sam xuống Rạch Giá, có thể là núi xuống biển đang bị khắc chế rồi các bạn ơi. Đá dưới nước. Xuống An. An. Rồi vô lên canh lên được mà dính vô. Thật sự quá khó chịu và cảm giác của tài nhỏ phá bóng gì rồi cũng một phần may mắn. Bóng vừa leo vào lưới, quá khó chịu. 4-7. Đứng trước mình ông kính đưa lâm là Hảo Hảo, ông Hoàng Châu Đốc đầu dò. Từng với Thọ, Bến Tre, tài nhỏ. Từng đi Hà Tĩnh, Nghệ An, Hải Phòng liên tục và liên tục. Ôi trời ơi. Bảy mà hình. 5-7. Vô. Chết rồi. Một pha chuyền bóng không cảm giác của Hảo Hảo. 5-8. An ơi, lỡ xe banh này có thua con cũng đừng có nóng, con đừng có chơi chữ ăn đờ, chữ đê, chữ ăn lời luôn nha. Một pha tự sát tại đám lát của tài nhỏ. 6-8. Cái gì cũng vậy con ơi, cáp kèo và cáp kèo, câu châm ngôn. Đại Lâm vô ăn á. Vô. Chết chứ nhí. Quá hay chứ nhí. Thật sự đẳng cấp. 7-8. Rambay. Ai nghe được thì nghe không được thôi. Xin lỗi các bạn ơi, Đại Lâm chỉ biết đọc cho sớm. Quá hay, 8 đều. Trận đấu đang trở nên rất kịch tính, rất hấp dẫn rồi các bạn ơi. Hiện tại bây giờ 58.000 khán giả đang nín lặng, nín thở. Có thể nói là thành phố Rạch Giá bốn chìm phổi, mấy chục năm mới có tình hình như thế này nha các bạn. Cho nên khán giả rất đam mê và rất thích về điều này. Vô. Quá hay. Hay. Hiện tại bây giờ sân này là của Tính Chân Lư, còn có Facebook là Nguyễn Chính Tính. Các bạn nào muốn cáp kèo gì thì hãy liên hệ với Chính Tính nha. Lại là sở trường. Quá hay. Chưa sao. Quá hay. Quá hay. Thật sự pha bóng quá đẳng cấp của hai bên. Lại là bóng nhỏ. Quá hay cho Hào. Trái banh này có thể nói là đẳng cấp hai bên. Tay nhỏ lại tự sát tại đắp lạc. 9-8 đang nghiêng về cho Hào Hào và Nhi Châu Đốc. Hiện tại bây giờ trong giây phút giải lao, các bạn xem khán giả này các bạn ơi, thật khủng khiếp không? Y như trận ngoài hăng anh. Quá khủng khiếp các bạn. Quá ghê khán giả, quá ghê các bạn ơi. Các bạn thấy không? Chật kính sân hết. Quá sung, quá hay. Quá ghê các bạn ơi. 9-8. Trận đấu đang trở nên quá nóng mà bạn.
quá khó cho pha bóng vừa rồi giữa Hảo Hảo và Nhi. Trời ơi là trời, ông Hoàng Châu Đốc đừng có nóng, đừng cho nóng Châu Đốc ơi. Trên đều Ramun, Ramun à, chết luôn. Giang không. Vô vô vô. Ổi cơm. Quá hay cho Quy Võ. Vô vô. Quá hay. Một pha phòng thủ quá hay của Hào Hào. Tài nhỏ lại tự sát tại Đâm Lát các bạn à. Mời Trinh nghiêng về Nhi và cho đâu Hào Hào. An ơi ngồi xuống An. Có thể nói miền Nam hiện tại bây giờ cặp Nhi và Hảo Châu Đốc có thể nói là số 1 của miền Nam nha các bạn. Còn đầu dò 2233 thì phải nói là Nghệ An và Hà Tĩnh số 1 của Việt Nam mình. Còn 1-1 solo hiện tại bây giờ là Huy Cháu. Huy Cháu của Hải Phòng. Số 1 solo đầu dò. Quá hay cho Nhi. Hết trận. Nhí thủ hay quá. Hay. Vô vô, điểm nào. Chưa sao. Quá đẳng cấp. Vô vô. Quá hay. 10 đều. 12 tới nha các bạn. Trận đấu đang rất hay, rất hay các bạn ơi. 10 đều. Mời đều, mời đều. Quá sung, quá sung các bạn ơi. Mời đều. Vô vô vô. Điểm nè. Vô vô. Trời gió có thể nói gió khó quánh đầu dò nha các bạn. Vô. Lại là tài nhỏ tự sát tại Đâm Lạc liên tục. 11 10 nghiêng về cho Nhi Châu Đốc. Và Hảo Hảo ông Hoàng Châu Đốc. 12 tới nha các bạn. Trận đấu đang trở nên rất nóng bỏng rồi các bạn ơi. Trời ơi, các bạn nhìn thấy khán giả khủng khiếp cho trận đấu này không? Đây có thể nói là những trận derby. Quá ghê và quá ghê. 11, 10. Vô vô. Đứt ra. 11 đều. Đây là một quả cuối cùng nha các bạn. Quá đáng tiếc cho Nhi. Tự sát tại Nam Đặc. Tỷ số tại giờ là 11 đều. Đây là quả cuối cùng. 12 tới nha các bạn. 12 tới nha. Đây là trái quyết định cho hai bên nha các bạn. 11 đều. Quá may mắn và may mắn cho tài nhỏ phá bóng vừa rồi. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Xin chúc mừng tài nhỏ và Quy Võ vào bờ an toàn. 12-11. Quá đáng tiếc một pha bóng quá đơn giản. Quá đáng tiếc cho Nhi phá bóng vừa rồi. Phòng thủ không được tốt. Xin chúc mừng tài nhỏ và Quy Võ vào bờ an toàn. Quá ổn và quá đáng tiếc cho pha bóng vừa rồi các bạn. Đây có thể nói là khán giả hầu như là kỷ lục của Kiên Giang luôn các bạn. Kỷ lục luôn nha. Khán giả quá sung.